xã. Ở trên cây điệp là cũng như là mình thấy họ sao chú? À, tay chân nó rớt xuống, yeah. Từ đoạn vậy thôi. Hiệp xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình trên đường mình đi quay tâm linh. Thì mình cũng uống cà phê. Thì mình hỏi thăm người chủ quán. Người chủ quán hỏi thăm về những người mà biết những câu chuyện về tâm linh đó cả nhà. Thì cô chủ quán cũng có chia sẻ là ở đây là có chú ổng hiểu về tâm linh. Thì ổng chuyên thọc củi ở trong khu Hoa Vuông cả nhà. Mình vô mình nhờ chú chia sẻ những câu chuyện tâm linh nha cả nhà. Con chào cô. Cái này là cô lụm dây chai bán nha. Dạ. Dạ. Công việc của cô là hàng ngày làm gì? Bán bắp hầm hả? Dạ. Con nghe bà con chia sẻ đó. Dạ, ổng đi qua củi ha. À, cái số dây chai này làm trên đường mình đi qua củi rồi mình lụm luôn hả cô? Mình lụm mấy ngày được bao nhiêu cô? Vậy ha. Dạ dạ. 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 Dạ quay phim. Dạ. À. Ngày xưa chú có chạy xe lôi nữa cả nhà ơi. Chú cầm cái mic. Chú cho phép con được trò chuyện với chú ha. Công việc của chú là làm, con có nghe bà con chia sẻ là chú đi học củi ở trong cái khu đất của Ao Vuông phải không chú? À. Dạ. Còn thím là con nghe bà con chia sẻ là thím đi bán bắp hầm ha. Đi bán bắp hầm. Dạ, chiếc xe đạp đây. Bữa nay thím không có đi bán hả chú? Không, bữa nay thấy giò cẳng hơi yếu rồi, không có cho đi nữa. Dạ. Chú cho phép con ghi hình vòng vòng trong nhà chú ha. Dạ dạ. Dạ. Rồi, tự nhiên đấy. Dạ. Ở nhà chú là được nhà tình thương phải không chú? Nhà nước dạ. Cắt ha. Dạ, nhà nước cắt. Dạ. Rồi mình tận dụng cái vách tường của người ta, dạ. Mình lời được cái vách tường, vách bên đó ha. Lời được cái vách tường của người ta thôi. Dạ dạ. Củi mình kiếm được mình vừa xài mình vừa bán luôn luôn phải không chú? Dạ, củi được thì vừa xài vừa bán luôn. Dạ. Ngày xưa chú chạy xe lôi, bây giờ chú nghỉ chạy hả chú? Dạ, xưa thì chạy xe lôi, giờ nghỉ chạy rồi. Dạ. À, chỗ này là chỗ nấu bắp hầm cả nhà ơi. Bữa nay không có nấu, hôm nay không có bán ha. Giờ này nấu cơm cho chú? Chưa đâu. Dạ. Chưa chút mới nấu. Dạ. Con có nghe bà con chia sẻ nói chú ngày xưa có thấy những hiện tượng tâm linh phải không chú? Thấy bằng dạ. Mắt thiệt đó. Thấy. Dạ. Có thấy. Chú thấy được mấy lần chú? Yeah. Ấy ba lần bốn lần gì đó. Yeah. Lâu quá cũng không có nhớ nói. Thấy cái lúc hồi còn trẻ hay chú? Thấy lúc hồi còn trẻ đi mần mướn cho người ta đi ở đợ đó. Yeah. Cũng lúc đó thì nằm ngoài đồng ngoài xá không à, bởi vậy là mới thấy vậy thôi. Dạ dạ dạ. Thì về cũng thấy như vậy đó rồi ta cho thấy vậy đó. Yeah. Rồi về nhà mình nói với chủ mình. Yeah. Rồi chủ mình cũng đem đồ qua cúng kiến cho người ta. Yeah. Cúng quải cho người ta là mình mới ở đó được. Yeah. Nói chuyện với chú nãy giờ con quên hỏi tên chú tên gì? Thạch Trịa, tên yeah. Trịa đó mà người dân tộc là chú họ, người họ Thạch, chú người Thạch dân tộc ha. Thạch Trịa. Yeah.
Còn cái lần chú thấy là chú đi chăn vịt cho người ta ha. À, lần thấy là đi chăn vịt rồi đi chơi về là cũng thấy một lần ở trên cây điệp đó. Yeah. À, cũng thấy vậy là cũng nói thì cũng mất thôi, chứ người ta không có làm cho mình sợ. Ở trên cây điệp là cũng như là mình thấy họ sao chú? À, tay chân nó rớt xuống. Yeah. À, từ đoạn vậy thôi. Mà rồi đầu rớt xuống luôn hả chú? Đầu rớt xuống luôn. Yeah. Rồi tôi mới nói là nếu mà có nhát thì đứng dậy nguyên hình. Yeah. À, chứ đừng có nhát vậy là tôi không có sợ đâu. Yeah, mà nói vậy rồi quay lại thì không còn thấy nữa. Yeah. Rồi từ đó tới sau tôi cũng vẫn đi bình thường, tôi cũng đi ngang nhà máy cây điệp đó hoài vậy. Yeah. Tôi cũng đi bình thường ha. Yeah. À, không có thấy nữa. Rồi về một đoạn đường về sau này là tôi về cũng gần tới nhà chủ rồi. Yeah. Cách có chừng nói tóm tắt ra cách có chừng 15 20 thước vậy đó. Yeah. Là tới nhà chủ rồi. Yeah, yeah. À, tôi nhìn thấy con cua biển bò ngang lộ. Yeah. Tôi nhìn thấy cua biển bò ngang lộ mà trăng mập mờ vậy đó là tôi nhìn tôi thấy thôi. Yeah. Thấy bò ngang lộ mà tôi đè tôi bắt tôi chụp hoài mà chụp không được. Yeah. Mà rút cuộc nó qua bên lộ bên kia nó rớt xuống cái hố nhỏ vậy nè. Yeah. Cũng có nước. Đó. Yeah. Tôi mò tôi bắt cho bằng được con cua đó. Rồi tôi đem về tôi còn khoe với chủ tôi mà. Yeah. Tôi cầm nó lên là tôi cầm như nè. Là yeah. Tôi lắc lắc rồi nè. Em tư ơi tôi bắt được con cua. Yeah. À, nó chà ở đâu cái ông chủ mới thức dậy nó cho bự dữ ra nó thôi. Bột đi rồi sáng nay tôi kêu chị Tư mày. Yeah. Mua bột. Hôm nay kia về nấu bánh canh ăn ăn. Yeah. À, rồi tôi cột dây rồi chủ mới bỏ vô cái khạp da bò. Yeah. Rồi đó là có cái thúng của mình đó. Yeah. Ông mới đậy ngược ra lại rồi ông lấy cái đó anh là lấy cục đất, lấy cục đất hay là cái cục cây vậy đó đại lấy ha. À, dằn lên. Yeah. À, dằn lên rồi tôi thì ở bên chuồng vịt sáng là tôi chưa về tới. Yeah. Rồi ổng mới tính là bắt con cua nó gà đặng ổng mặn. Yeah. Ổng tách ra đặng ổng mặn, ổng luộc đặng ổng mặn, đặng ổng ghĩa thịt. Yeah. Đó. Rồi ổng mới dở cái ra cái ổng thì ổng nói thì hồi trung lúc mà ổng thấy ổng sợ là ổng lết là tôi không thấy. Yeah. Mà tôi về nhà mà ổng nói nó tao dở con cua mày ra tao thấy là tao lết không chứ tao không có đi. Yeah. Nên là gì cái gì lết. Yeah. Nó mày xuống mày dở mày ra mày bắt con cua mày đi. Yeah. Rồi là mày thấy. Yeah. Thì tôi xuống tôi dở ra tôi dở cái thúng ra. Yeah. Tôi thấy nguyên cục than không chứ tôi không thấy con cua đó. Tôi mới cầm cục than nó ra rồi tôi mới lấy cái búa tôi gạt mày lộ ở trước cửa nhà ông cục cục than đó. Cục than đó là giống cục than ở trong lò thiêu không chú? Vậy cũng như là ở trong cái lò thiêu mình vậy đó. Yeah. Đó. Rồi tôi mới cầm cái búa ra thì nhà ông với nhà cái nguyên cái lỗ thì sát bên hồi đó là cái đường lộ đó là cái đường lộ đất đỏ. Yeah. Đó, cũng như là bùn mình nấu đặng mình cũng như là cái lò gạch mình vậy đó. Yeah. Đỏ như vậy đó rồi mới đem ra lộ đó tôi ngồi tôi đập nát đó, rồi ngồi tôi xách cái búa tôi vô. Yeah. Rồi người chủ người bà chủ mới về hỏi chứ con cua đâu nói ông chủ mới hỏi chứ nói thằng trẻ nó bắt nó đem về nguyên cục than chứ cua đâu vậy kìa nó đem ra ngoài lộ nó đập nát cái đó rồi kìa. Yeah. Bà mới hết hồn mà sức mà đúng không? Yeah. Thấy vậy đó là cái đó là tôi không còn thấy nữa. Yeah. Vì sao tôi mới nghĩ tôi mới về quê tôi là tôi đi soi. Yeah. À, tôi đi soi vậy đó rồi tôi thấy vậy đó đúng không? Tôi nghe. Yeah. Tiếng gãi cây gãi gì mà tôi không nghe tôi không thấy tiếng nước nó đồng. Yeah. À, rồi tôi mới cũng bắt như con. Cũng như chú soi trên ruộng ha, soi trên mặt ruộng mình có nước. Tại có nước thì trời mưa thì nó phải có nước. Yeah. Chỗ nào có nước thì con cá nó hay lên. Yeah. Mình phải đi soi thôi. Yeah. Đi tới đó thì cách cái chừng 5-10 thước vậy thôi thì cũng lâu quá mình cũng không nhớ được. Yeah. À, tôi nghe một cái rốt vậy, nghe văng vẳng lỗ tai là cái nhánh cây nó nghe một cái rốt rõ ràng luôn. À, cái nhánh cây đó là cái cây đó là hiện giờ là ở đâu chú? Là cái cây đó chứ giờ nó mục rồi, bây giờ là nó tróc gốc lên là nó mục luôn rồi. Là tại vì hồi mà ban đêm tôi đi bắt cua đồng á là tôi đi ngang đó là tôi thấy là cái cây đó là mục rồi.
Tôi dòm tôi thấy là mục rồi, tại vì tôi pha đèn pin vô mà. Tại tôi bắt vòng vòng đó. Cây đó là kêu bằng cây rùa đó, là cây bồ đề. Đó là cái cây da. Cây da ha. Ờ đúng rồi, cái cây da. Cây da nó có trái bằng cái ngón tay út mình nè. Dạ. Ăn vẫn được, ăn nó chua chua. Dạ. Đó là cái cây da. Dạ. Rồi tôi nghe tiếng dặn dặn vậy thôi, tôi nghe trong lỗ tai tôi dặn dặn vậy thôi. Dạ. Tôi nghe một cái rốt vậy đó. Mà nó chưa có gãy. Nghe một cái rốt như là cái cây khô mà nó nghe một cái rốt gì thôi. Rồi tôi không có gọi đèn pin lên, tại vì gọi thì tôi sợ con cá nó chạy mất lên ra. Tôi lấy cái nôm tôi bắt con cá rồi tôi nghe một cái đùng vậy đó. Mà tại sao cái cây gớt mà tôi suy nghĩ tôi nói nó, tại sao cái cây gớt nó rớt dưới ruộng, ruộng có nước, tại sao mà không chạc ướt mình, không văng lên ướt mình, mà tại sao mà nước nó còn êm ru vậy? Đó. Còn cái chú thấy mà cái con ma mà nó từ trên cây điệp nó rớt xuống là ở đâu chú? Đó là ở dưới bể vàng là. Yeah. Đó, ở dưới bể vàng là tôi giữ dịch đó. Yeah. Hồi đó là tôi giữ dịch. Là tôi đi chơi đó, tôi đi chơi về. Đó, tôi đi chơi về là ở dưới nói chung ra là hồi đó là tôi đi chơi về ngay chỗ cái cây cầu sắt hồi đó đó. Là có cái quán là có cái bàn pizza. Đó. Rồi tôi nhớ lại rồi, có cái bàn pizza đó. Còn cái lúc mà chú giữ dịch cho ông chủ có ngủ ở nghĩa địa, ở nghĩa địa chú có thấy bóng ma không chú? Thì tôi thấy, tôi ngủ nghĩa địa đó, tôi thấy bóng ma đó là mới cho tôi thấy, là tôi mới về tôi nói với chủ tôi đó. Sáng lại là tôi nói với chủ tôi đó. Cho thấy là cho bằng cách nào chú cũng được ta? Mặc nguyên một bộ đồ trắng này thôi mà tôi không có thấy cái mặt. Trước mặc khi... nguyên một bộ đồ trắng. Trước khi người ta cho mình thấy, người ta có cho mình biết những hiện tượng tâm linh gì trước không chú? Không, thì gió hay là gì đó, hay là gió cũng như là gió hồi vừa rồi rung rồi trước khi nhát tôi là có gãi cát vô mặt tôi. Dạ. Đó. Dạ. Có gãi cát vô mặt tôi mà tôi tưởng đâu là mấy người bạn của tôi giữ dịch chung cầm xa thôi. Dạ. Cầm xa nặng nó 2-3 thằng nữa. Nó hồi giờ tôi nghĩ là tưởng tượng trong bụng tôi là nói là tụi bạn bè tôi xuống nhát tôi coi nó sợ không mà nó dám ngủ ở trong cái chòm mà. Dạ. Đó. Mình nghĩ như vậy thôi, là tôi là không nghĩ là ma là lợi nhát tôi như vậy. Thường thường là con nghe những người lớn tuổi người ta nói là ma mà nó chọi mình là nó chọi bằng bùn hay là sao chú? Nó chọi là... bằng bùn hoặc là làm như là nguyên cái cục đất cứng, nghe một cái phịch vậy thôi. Còn này là ở trên cái cây mãng cầu gai của mình đó. Là các bùn nó gớt xào 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 xuống. Rớt chúng chú ha. Rớt vô mặt tôi luôn mà. Dạ. Đó. Rồi tôi mới phủi, tôi ngồi vậy tôi mới phủi nói thằng quỷ nào mà chơi ác quá vậy. Là tôi tưởng trong bụng của mình nghĩ là bạn bè mình thôi. Dạ. Nó thằng quỷ nào mà chơi ác chứ vậy, mày chơi rồi chỗ tao nằm mà mày gãi cát vô mặt tao. Dạ. Đó, tôi mới ngồi vậy, tôi mới tóc cái mụn tôi chung ra. Dạ. Đó. Rồi ngồi đó, tôi đứng tôi dòm dòm, tôi đi qua đi lại hoài, tôi đi vòng vòng đó đó. Dạ. Mà em ru và không có nhát tôi nữa. Yeah. Rồi tôi mới một hồi khoảng như một cái giây gì đó, tôi đó thì đâu có đồng hồ đó mình biết. Yeah. Nói đúng 1-2 giây là 15-20 phút vậy, mình đâu có biết được. Cái nghĩa địa đó hiện giờ là ở đâu chú? Thì ở bên sông bên ấy mà. Ở bên sông hồi đó không biết, tôi kêu bằng cái gì là tôi quên rồi, tại vì tôi về đây lâu quá tôi quên. Ở gần Bãi Vàng hả chú? Ở gần Bãi Vàng. Yeah. Đó. Cái tôi mới nói về cái tôi mới trung ngược lại, tôi mùng tôi nữa là tôi nằm xuống. Yeah. Nằm xuống khoảng chút xíu vậy. Yeah. Khoảng chắc tôi hút chắc cũng phần nửa điều thuốc. Yeah. Mình mà là cái dạng mình cũng độ chân vậy thôi. Yeah. Cái làm thêm một lần nữa. Yeah. Đó. Đầu cái tôi mới giỡn ốc lên. Rồi cái tôi nói cha tới nữa rồi. Nói ốc cục ha. À nói là, ốc cục là tôi nói cha tới phải không? Là lúc đó là chú mới biết là ma nhát mình. Biết rồi đó. Yeah. Mới nhớ trực lại biết là nó hồi giờ. Nếu mà muốn nhát thì cứ việc hiện cho thấy đi. Yeah. Cho biết, nếu mà đói thì nói, cứ việc nói. Yeah. Rồi sáng tôi về tôi nói với chủ tôi. Yeah. Thì tôi thấy nguyên một bộ đồ trắng đứng luôn. Yeah. Đứng ngay là cây gốc mãng cầu của tôi nằm, tôi quay cái đầu vô cái gốc mãng cầu gai. Là thấy được bao nhiêu giây chú? Thì cũng như là mình nói là 4-5 giây à, 5-6 giây gì đấy. Thì đó, thì tôi nói cái tiếng là để cho tôi thấy đi. Rồi tôi thành có chú gì là tôi nói với, sáng nay tôi về. Chú thấy tóc dài hay tóc ngắn? Thì mình thấy tóc dài nó xả xuống là mình không thấy cái gương mặt.
Dạ. Chỉ là thấy tóc xả xuống nguyên cái bộ đồ trắng thôi. Sao thường thường ma nó cho mình thấy cái bộ đồ nó không ha, với tóc không? Ừ, thì bởi vậy, nó đâu có cho mình thấy cái gương mặt đâu. Dạ. Đó. Rồi cái tôi mới nói vậy đó, rồi là mấy là nó để sáng cho tôi ngủ yên đi. Yeah. À, sáng nay tôi về tôi nói với chủ tôi. Yeah. Rồi nấu chè đó, rồi tôi đem chiều đem qua tôi cúng kiêng cho dùng. Yeah. Đó là mất tiêu liền. Yeah. Là mất là tôi vô tôi nằm tôi ngủ là tới rồi, sáng luôn đó. Rồi mình lúc đó ông chủ của chú cúng cho họ là cúng chè với thêm gì nữa không chú? Không chè không, chè trôi nước mình đó. Yeah. À, cúng chè trôi nước mình thôi. Rồi vàng bạc là tiền vàng bạc đó. Yeah. Rồi một bó nhang mà đố còn mua hồng giáp cái mã đó mà mỗi một mã là một cây đó. Một bó nhang lớn không chú? Một bó nhang rồi đó chắc cũng lớn rồi đó đâu, chắc tôi nhớ chắc cũng nhỏ hơn cổ giò chút. Đặt ví dụ con muốn đến đó con quay về tâm linh ban đêm là mình đi xuống tới Bãi Vàng là cách xa bao nhiêu cây số nữa tới bến mà tới cái đó địa. Là chưa có tới là cái cầu Bãi Vàng của mình hồi đó đâu nha. Yeah. Cái cầu mới trên này mình xuống mình đụng cái cây cầu mới này là cái cây cầu mới đây thôi. Yeah. Là đó là khác, còn của tôi là nằm khúc là phân nửa đường Bãi Vàng. Yeah. Là nhà chủ tôi đó. Yeah. Là nằm phân nửa đường Bãi Vàng. Như vậy là cách khoảng chắc từ trên Tha La Bãi Vàng đổ về tới nhà chủ tôi là tôi đổ chừng là khoảng chừng là 5-6 cây số. Dạ dạ. Đó. Là có là hồi đó là tôi còn nhớ đường là yeah. cái đường tôi quẹo tôi đi qua bên sông tôi qua bên vùng dịch tôi á. Yeah. Bây giờ ví dụ bây giờ chắc kêu tôi xuống đó tôi nhìn cái đường là tôi nhìn hết ga. Tại vì biết sao không? Nhà đông ha. Tại vì nhà đông rồi người ta sửa chữa đường lộ rồi. Dạ dạ. Với một nữa tôi sợ cái nghĩa địa đó là không còn nữa đâu. Dạ. Yeah. Tại vì cũng lâu quá rồi. Cái nghĩa địa đó là ngày xưa là ở cặp lộn hả chú? Không. Hồi đó ngoài ruộng mà. À, đi ra ruộng. Tại vì là tôi ở bên sông. Dạ dạ, bên sông. Đây nhà chủ tôi là ở bên lộ như vậy. Dạ. Mà tôi đi ra làm sao là tôi phải đi qua bên sông bởi tôi qua ngang cái cây cầu khỉ đó. Dạ. Tôi qua bên sông rồi tôi đi ra ngoài ruộng. Yeah. Là cái nghĩa địa nó nằm tại ở ngoài ruộng luôn. Yeah. Chứ không phải là nằm cặp lộ của mình như vậy. Yeah. Cái nghĩa địa đó là nằm ngoài ruộng luôn. Yeah. Chứ không phải là nằm ở cặp đường lộ đâu. Đó. Vậy hôm nào chú có không chú dẫn con đi xuống dưới cho con biết cái nghĩa địa đó ha, để con quay ban đêm. Bữa nào quẩn còn hôm nay nè. Dạ dạ. Sợ mình xuống dưới là không còn nữa là uổng cái công. Mới đi chơi vậy con? Cái này là cháu nội hay cháu ngoại của chú? Ngoại. Đây là cháu ngoại. Đi học lớp mấy rồi con? Quay lợi. À, học giỏi không? Với bà. Học giỏi không? Có lãnh thưởng không? Con học bình thường á vậy đây. Tại sao con không ở cha ra ở với cha, ở với mẹ mà ở với ông, với bà? Ở từ nhỏ ha. Là lúc bao nhiêu tuổi? Hồi mới vừa lọt rồi mẹ nó chắc nó ở đây luôn rồi nè. Rồi phía bà nội bà ngoại dạy nấu bắp con có phụ không? Con phụ cũng giỏi lắm mà ở nhà rửa nồi rửa chén rồi cũng làm được á. Vậy là ngon lành rồi. Rồi con đi học ở gần đây không? Ừ. Ở đây qua Sâm Bua là bao nhiêu cây số? 2 cây quá. Không, trên 2 cây. Dạ dạ, trên 2 cây. Khoảng 3 cây con. Dạ dạ. Dẫn đi xôi đó luôn. Dạ. Tôi cũng dẫn đi xôi nguyên cái cánh đồng ruộng tôi cũng dẫn đi đó luôn. Dạ. Mà tôi không có bị nữa. Thế cái đường nào mà tôi bị một lần thôi là tôi nói rồi là dạ. Xong là không bị một lần thứ hai. Rồi từ cái ngày chú ở đây, ở gần cục đất Câu Vuông, chú có thấy những hiện tượng tâm linh ở đây không chú? Ở đây nào giờ là tôi không có thấy. Dạ. Tôi không thấy, chỉ là ở đó thôi, ở miệt Tha La Bãi Vàng là một. Dạ. Cú quê ở nhà tôi là tôi đi soi là bị lần thứ hai. Dạ. Còn ở trên quê vợ trên này. Dạ. Hồi đó thì không biết. Dạ. Bà và vợ còn sống nói không biết là có hay là không, tôi không biết. Cái nhà này nếu mà người lạ ngủ là bị kéo lọt cái giường. Dạ. Mà tôi về đây tôi quen với vợ tôi về đây tôi chơi đây. Nhà này hả chú? Tại nhà này. Dạ dạ. Là tôi xin ngủ đây. Dạ. Là tôi ngủ ở sau bếp. Dạ. Không ai phá tán gì tôi phía đằng nha. Dạ. Từ ngày mà tôi cưới vợ tôi về nay, từ ngày tôi quen vợ tôi rồi xong. Rồi tôi nói với bà già tôi. Dạ. Là hồi đó là tôi chạy xe lôi đạp này. Dạ.
là tôi chở bà già tôi. Dạ. Với gà vịt đó là tôi cưới con vợ này là hồi đó là tôi cưới là có 20.000 đồng thôi. Là bà xã này. Vậy là mấy chục năm về trước ha chú ạ. Chú ở với cô được bao nhiêu đứa con? Dạ, có 2 đứa thôi. Dạ. Trai gái ha. Trai gái. Trai lớn hay là gái lớn? Hồi mà tôi gặp bà xã tôi là bà xã tôi có một đời chồng. Dạ dạ. Dạ có nhỏ gái thứ hai. Dạ. Mà cha nó không có nhìn. Dạ. Là hồi đó là tôi gặp vợ tôi là con gái thứ hai tôi. Ở như trong ngoài luôn nè. Dạ. Cũng đi học lớp 3, lớp 4 nghe học. Hồi đó là học trường này, trường chùa Âu Dương. Dạ. Tôi với vợ tôi đi bán này cũng hàng ngày. Dạ. Tôi chạy xe lôi hàng ngày, vợ tôi đi bán đằng về đằng đưa nuôi ông già bà già. Dạ. Rồi nuôi đứa con riêng tôi đi học. Dạ. Mà cột sau này là con riêng tôi thương tôi dữ lắm. Dạ. Là con nhỏ thứ hai tôi. Rồi cái chiếc xe lôi này tại sao mình không chạy mà bây giờ mình phải cất chú? Bệnh quá rồi. Bệnh hay hệt nổi rồi. Vậy là già. Năm nay chú được nhiêu tuổi? 56 rồi. Dạ. Rồi trung mình nó không còn cái sức khỏe mà mình ghinh đồ nặng nữa. Dạ. Chứ là tôi chạy xe này là tôi làm đồ nặng không à, chứ không có làm đồ nhẹ. Chở trái cây rồi ha. Chở trái cây. Là thường thường mình đậu ở đầu chợ trên đầu chợ trái cây mình á, đầu chợ cho Vinh ha. Lúc đó là tôi còn mần trái cây là 12 giờ là tôi đi rồi, 12 giờ khuya. Dạ. Tôi mần tới 7 giờ sáng là tôi mới có về tới nhà. Rồi mình Vinh cái cần xé ha. Hồi đó thì cần xé, bây giờ sau này là vô thùng, làm bằng thùng. Thùng mót ha. Thùng mót với thùng giấy của mình á. Dạ. Nó nặng không chú? Rồi xài sống thì nó vô một thùng 40 mấy ký không à. Dạ. Rồi một thùng như vậy là bao nhiêu ký chú? Một thùng trái cây là 40 mấy ký. Dạ. Như thùng mốt thì thùng giải, thùng này thùng kia thì 25 ký. Dạ. Thì nó trung bình là của nó vậy thôi. Dạ. Tại tôi có bị cái chứng bệnh cụp xương sống rồi á. Dạ. Mà nặng quá giờ tôi chịu không nổi nữa. Chịu không nổi ha. Mà cũng gán đi mà giờ bà xã không cho đi. Rồi chú thọc củi sao chú leo lên nổi thì móc bù móc lên trên cái cây nhánh dầu con đó rồi trèo lên thì cũng phải gán thôi, móc cái cù móc này ha chú. Dạ đó là chú móc đó. Chú móc lên cái nhánh cây dầu cái cây dầu tươi đó, tươi ha. À. Rồi chú mới đu nguyên cái cây cù móc đó lên á, chú mới đu từ ở dưới cây cù móc lên ha. Đu từ dưới gốc đu lên. Rồi cây nào mà nhỏ thì chú ôm được chú leo ha. Rồi. Như vậy là chú đu từ dưới đây, ở dưới đây lên rồi cả nhà. Đu dài lên tới cái cù móc là chú móc trên cái nhánh cả nhà. Rồi chú lớn tuổi quá rồi, chú leo vậy có mệt không chú? Mệt chứ. Mệt chứ lắm nếu bộ. Cũng... lên tới ngay chỗ mà mình móc cái cây cù móc rồi mình lên đó mình ngồi mình nghỉ. Dạ. Còn cái số củi này là nếu mà mình chịu móc là khoảng mấy ngày mới được số củi này chú? Thì nội đi chung một ngày luôn đó. Một đi ngày. Một ngày là được nhiêu củi. Dạ. Vừa móc mà vừa về lấy xe đi chợ. Dạ. Là nội chung một ngày. Rồi một đống củi này là mình bán được khoảng bao nhiêu tiền chú? Củi đó bán chừng 300.000 đổ lại. Dạ. Rồi công việc của cô là nấu bắp một ngày bán được thu nhập nhiêu cô? 100 mấy trở lại. Bữa nào bán đắt thì 150 là bán chậm 100. Dạ. Khi bán chậm nữa thì 100 trở lại. Dạ dạ. Vậy cũng có thu nhập. 9-10 giờ mới về. Dạ. Rồi chú bữa nào ông khỏe thì đi kiếm củi. Khỏe, nắng gắt mà khỏe được 2-3 ngày kiền. Dạ. Thì giá cụ móc đi kiếm củi. Dạ. Bữa nào trời mưa thấy cây ướt ẩm ướt rồi là không có đi nghỉ. Dạ. Như mấy bữa nay là trời mưa mỗi ngày là chú không có leo ha? Không, nghỉ. Dạ. Nghỉ hôm gà. Như vậy là nắng khoảng cỡ bao nhiêu ngày chú mới đi kiếm củi? Bữa nay nắng một ngày, trọn một ngày mà không mưa về. Dạ. Qua ngày thứ hai, thứ ba. Dạ. Có đi rồi là có đi kiếm củi. Dạ. Đi kiếm củi mình về mình vừa. Dạ. Chụm nấu bắp mình. Dạ, chụm bắp rồi như ví dụ ở xóm này ta lại người ta chia đem về đặng ta nấu bánh dừa bánh tét rồi đó. Dạ. Tại vì củi của tôi thì kiếm thì củi cũng lớn lớn không à, củi dầu. À,
của dầu à, cuối bằng cổ chân, cổ tay đồ thì người ta nấu. Mấy người nấu hủ tiếu người ta có mua không chú? Thì cũng có mua mà ít. Dạ. À, có chỉ là mấy người nấu bánh á, dạ, thì cũng có lợi kiếm nhiều hơn. Dạ. Con tên gì? Dạ, tên Ly. Dạ. À. Con được mấy anh em? Dạ, hai. Ừ. Rồi chú lì xì cho Ly 100 ngàn đi học ăn bánh ha. Còn 200 ngàn này con lì xì cho chú với cô uống cà phê. Rồi, con. Thì con cũng cảm ơn chú và cô đã chia sẻ những câu chuyện tâm linh cho bà con biết. Rồi mình xin kết thúc video nha cả nhà.